Kết quả cuộc bỏ phiếu bãi nhiệm là 216 trên 210, trong đó có 8 hạ nghị sĩ thuộc Đảng Cộng Hòa, cùng đảng với ông McCarthy đã bỏ phiếu loại ông khỏi chức vụ cao nhất của cơ quan lập pháp Mỹ. Hạ viện Mỹ giờ sẽ đề cử một chủ tịch tạm thời để điều hành việc bầu ra một chủ tịch hạ viện mới. Về nguyên tắc, hạ viện không thể thông qua bất kỳ dự luật nào cho tới khi chủ tịch mới được bầu ra và tuyên thệ nhậm chức. Hạ viện về cơ bản sẽ gặp nhiều khó khăn, nhất là vào thời điểm chỉ còn hơn 40 ngày nữa là phải đưa ra chính sách nhằm ngăn chặn khả năng chính phủ liên bang có thể bị đóng cửa một lần nữa. Thái Thành, phóng viên Truyền hình Việt Nam tại Mỹ.